quá hấp dẫn luôn. Các chị các bạn, trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác các chị các bạn được thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay sẽ có một ba gà đi bộ, ba gà nhà luôn, ba gà máy nhánh mình tiễn gà xấu luôn mà. Đây mình sẽ chế chanh với là muối sạch hết rồi, chút mình trộn cái nữa. Hôm nay mình nấu miếng mình có chuẩn bị là này măng khô, lúc này không có măng tươi, mình mua khô về cái mình xé ra mình ngâm nước cho khoảng chừng một tiếng, sau cái mình trộn lại, trộn sạch hết rồi, luộc sạch hết. Đây mình có chuẩn bị là củ cải trắng, gừng, củ cải muối, hành tây, hành tím với gừng, rượu trắng, lá chanh, với khâu bông ti vị, đường phèn, miếng, gỗ miếng luôn. Gà mình trộn khử mùi xong rồi, rửa sạch là hết rồi. Gà trắng tinh. Bây giờ thì mình là bỏ cái này vô. Cái bạc thì mình mua sao được cái màu nám. Gừng. Bỏ gừng vô mình nướng, mình làm mùi cho nó thơm. Mà quế khâu bông tư vị nướng luôn. Hôm nay mình sẵn nướng quán cái bạc này, mình sẵn nướng luôn cái quế khâu bông tư vị luôn, khỏi gan. Hành tím, hành tây, rồi nướng hết luôn. Một miếng nãy mỏng quá, để thêm. Mình dày luôn. Rồi, để mình nướng luôn. Nướng cho nó thơm, nóng nước dùng mới ngon. Để mình nướng, hồi mình chở bài liên tục để cho nó đều hết. Đổ gà vô. Đây mình cho một miếng nước mắm nữa cho nó thơm cái nước dùng mình. Rồi giờ phải nhắc xuống rồi. Giờ thì mình vớt gà ra. Cái gà này mình xé chứ không có chặt, xé ăn nó ngon hơn.
mình vớt gà rau, vớt mình cho măng vô. Đó. Để măng này nhiều. Nấu tầm thêm 5 phút nữa cho cái măng này chín luôn. Dạ, nóng quá. Wow, ngon luôn. À, chào chị Quỳnh. Xin chào. Xin chào. À, anh hôm nay anh bày cho chị Quỳnh thử thách ăn miếng nấu gà nấu miếng đó. Rồi gấp thịt vô, thích ăn cái nào gấp vô đi chị. Anh ba thích ăn xương hả, ăn đùi, ăn gì cứ gấp vô. Bên đây cái tô nữa chị. Thích ăn kiểu gì đó gấp vô tùy. Thích ăn cái nào đây, mình hôm nay mần ba con gà đi bộ. Chạy bộ hả? Ừ. Thịt đồ coi. Thích ăn cái nào bỏ vô. Hôm nay test ra chị Quỳnh bữa đầu tiên chị Quỳnh cái sức chị Quỳnh ăn được bao nhiêu. Dùng dữ anh bò. Rồi đây nè. Thêm nữa đi. Ừ, vậy anh, thêm đi. Đây, mình thời gian anh bà ấy mình cho miếng hành phi lên cái nữa. Vô đây nấu đi. À. Ra cái con tô nữa nè chú anh, gấp thịt bỏ vô tôi nè, con tô nè. Tô của anh ba. Con tô anh ba hả? Rồi. Ngon. Ngại ngùng gì? Rồi, hôm nay lần đầu tiên mình bá. Thì chú anh thì lần đầu tiên vô tiên mình. Thì hôm nay là mình chỉ ăn hai thao hai tô rồi mình căn ký. Vừa nước thôi thôi. Nước nhiều quá húp nó cũng no. Cái nhiều thì ngon hơn cái nước nhiều. Rồi. Rồi chị bó lên đi. Căn thử cái hào thử coi. À, một ký chín rồi bỏ thau xuống đi. Bỏ thau xuống ba ký chín rồi phải không, ký chín hồi trừ lại cái thau ăn xong trừ lại, hôm nay mình tép rồi. À, ký chín cái này cũng ký chín luôn, hồi nãy giác cái này yếu chút xíu, coi như là ký chín đi, ký chín đi. Ba ký tám, 850 gram. À, 900 gram. Cạnh bán không được. 950 coi như là ký 8 với bà nãy 3 ký 8. Rồi ok, rồi chút xíu kia trở lại. Rồi chị với lại anh ta ngồi xuống đi. 3 ký 8 với 1 ký 8. Lại xin lỗi, hôm nay test chị Quỳnh đây. Cái có dĩa đường xương á chị Quỳnh, xương chị giữ rõ vô cái dĩa này giùm em. Có nước ngọt nữa nè. Chị thích uống nước ngọt hả chị? Cho nó mát chút à. Sao chị? Rồi, chị thích làm sao chị làm? Gần gần cũng được. Rồi, ok. Cái nóng hả chị? Tại sao? Xong chưa? Thì hôm nay mình có chị Quỳnh vô nhập trò phim của mấy anh em mình. Thì hôm nay test. Thì bây giờ hôm nay là không có thưởng gì hết. Hôm nay test thôi. Rồi. Mình cũng đại diện chị Quỳnh và anh ba, trong mời cô bác chị các bạn dùng miếng gà với lại chị Quỳnh với anh ba. Dạ. Xin mời. Xin mời cả nhà. Rồi ăn rồi chị. Tự nhiên thưởng thức, không có be, không có giờ gì hết vậy. Em làm chút cho mắt. Rồi. Wow trời. Nước ơi. 5 ký 6 á. 5 ký 6 hồi trừ cái thao lại. Cứ ăn thoải mái chị, đừng có gung chị. Anh ba, anh Hiền nữa, ba chị qua đây. Anh không có... Dạ, ngon quá. Ngon hả chị? Ngon. Em gung dữ vậy anh ba? Em làm tiền giống kính đi chị. Không sao đâu chị, cái này cũng như bình thường thôi. Hôm nay test chị Quỳnh ăn một thao đó cũng dữ lắm rồi đó. Hôm nay mình tính test thôi, căn số lượng bao nhiêu, hồi gì mình trừ lại.
chứ mình chưa biết số lượng chim quanh ăn cỡ nào. Có chanh đó chị Quanh, sắc dạ. Dắt vô thêm nữa thì dắt vô cho nó ngon chị. Lần đầu tiên thấy gung, anh ba gặp. Gặp mới gặp lần đầu tiên cái gung khớp hả? Khớp à. Em nhìn chị Quanh ăn không thua anh đâu, anh ba, giỡn anh ba. Chị mới á, chứ chị vô chừng tháng là huấn luyện cái ăn nhiều cái là anh chừng thua chị luôn á, chứ cũng giỡn à. Từ nhìn em anh ba. Làm em gối chứ. Gối vậy hả? Cái măng này ngon quá trời ơi. Măng em mua giờ em trụng cái ngâm nước xong em trụng cái nữa. Rồi cái bán bịch thế gì? Bán bịch bán 100 gram. 100 gram 35 ngàn anh. Cũng ăn được hen. Trăm gram nhiều lắm mà, tao ăn khô mà. Nước ngọt hay. Nó em nấu ba con gà hành nước ngọt. Với lại có củ cải trắng rồi củ hành, củ cải muối đủ thứ trong. Cầm miếng ớt thành ba chấm ngon. Cảm ơn. Măng ngon quá. Ngọt hả chị? Hôm nay mình hình nãy giờ để ý cậu ba chị có để ý như giống mình không, nhưng mà anh ba hình như bữa nay thấy có chị Quanh bữa nay ăn rồi hầu như là yếu điệu thục nữ hơn bữa. Mình cũng ăn, mình người mới rồi không biết làm sao. Không, ý anh ý em nói là anh ăn coi như là hơi bị điệu đà hơn mỗi bữa kìa. Mình chứ ăn, phải mình ăn mình cũng phải từ từ chờ chút coi thử rồi sao.
Lo gì còn hai tô nữa, lo cái gì. Còn một nồi nữa. Mình nấu số lượng rất là nhiều. Khi mà quay clip xong mình cũng chia sẻ với con cháu trong team của mình. Lúc nào mình cũng nấu số lượng nhiều dư hết. Không khi nào mình nấu ít hay ít thì mình quay clip xong cái học không chia sẻ cho mấy đứa cháu được. Ngon lắm đó. Hôm nay em làm gà nhà chị. Ủa, lúc trước em quay em hay mua gà chợ mua, hôm nay em mang gà nhà, gà đi bộ luôn. Gà này ngọt hơn mấy gà mà chợ gà công nghiệp. Thịt nó ngọt hơn. Ngọt dai hơn. Nhanh ba. Chị Quanh đây cũng vui tánh à. Vui tánh như Thúy Hằng, vui tánh. Đánh ba gấp gà em nhiều vậy. Cũng vậy thôi chứ nhiều vậy. Không à, nhiều ít thì không quan trọng, quan trọng số ký nó bằng nhau. Hồi nãy hai cái thao bằng nhau. Một thao là kia, một ký chín. Cái giác, cái không giác chỉ là cứ có coi như là hơn nửa trăm gram tí. Cái tô trên này nó khô, đổ vô thao luôn ba, thì dễ ăn không ba, ăn nổi thì đổ vô luôn. Được vậy. Đầy lại hả? Đầy lại. Vừa vượt châm vô đây lại hả? Mới vượt cái châm vô cái đầy lại nữa. Không, thì hôm nay chị Quanh cứ ăn cho ngon, cho no là được rồi. Hôm nay test thử thôi. Hôm ba chiều để chị Quanh thi đấu với Thúy Hằng rồi. Mà test xuống rồi mình đăng ký, thử thách cũng vừa thử thách hai người luôn. 56. Cái bánh này bán. Dạ. Ăn vô. Chị ghẹo anh đó. Ăn rồi cũng có người ghẹo chọc kìa, nó biết nào mới no ha. Dạ. Gà dai. Ngon. Dạ. Yeah.
Từ vậy. Từ thôi. Rồi bữa móc không có chùi miệng gì hôm nay chùi miệng luôn đó. Dứt nữa đó. Dứt nữa. Chị qua này ăn hết được. Cơm tay ngon anh. Lấy cho anh mấy miếng ớt em ơi, cho chị Quanh với ăn có cay cay mới ngon. Cho anh thêm mấy miếng ớt em, sắc miếng ít miếng ớt cho chị Quanh, chị Quanh ăn ớt có cay cay chị ăn mới ngon. Hết ớt rồi đã lại cho mấy miếng nào. Chị Quanh thử thách ăn ớt với ba móc rồi. chị Quanh ăn ớt thấy ngon. Sao anh, chị? Anh ba dụ em á. Dạ. Gì nữa dụ. Bỏ ớt vô đây rồi. Trời, bỏ đây em gấp cái to cái thao luôn hả? Ăn trước rồi. À, thích ăn nước thì ăn bao nhiêu thì được bao nhiêu anh Ba? Hồi em cần ký lại hấp được nhiều anh hấp tùy anh. Rồi đây có một dĩa ớt luôn nè chị Quanh ơi. Dạ. Đó. Cảm ơn. Tính ăn ớt cho nhiều lột lưỡi đang nói chuyện cho nhiều cái gì? Không à, chị Quanh mới vô ngày đầu mà chị Quanh nói chuyện nha. Chị Quanh nói chuyện cũng vui vui tính á, vui tính giống như hàng đó. Vô anh không được thôi, làm dữ rồi. Vô chừng tháng hai tháng bỏ móc coi chừng đó. Đúng rồi không? Không lại đâu hả? Đúng rồi, ăn không? Dữ quá. Em coi clip ổng chưa, vợ em không ngủ rồi. Dạ. Ngày nào cũng coi hả chị? Coi, biết rồi coi luôn tới giờ. Rồi coi có ngủ không? Ngủ đâu được đâu ngủ. Ngủ quá trời. Quá trời. Rồi chị Vinh tới xuống đi chợ Tứ Bằng. À đúng rồi. Em á tại em từ mắt
nuôi heo rồi gà rồi nhiều quá, trong hồi em cũng dự định em đi Sài Gòn một chuyến để cho anh ba là Sài Gòn rửa ruột cũng bữa mà không có thời gian đi được, không sắp xếp đi được, heo béo rồi nhiều quá. Chứ có thời gian là dẫn nguyên tem lên Sài Gòn rửa ruột bữa, nhà hàng nào vô nhà hàng nào ăn. Từ từ chị ơi, thời gian sau là kịp à, chị mới bữa nay là lần đầu tiên chị ăn số lượng nhiều. Ngồi thiệt nha, nào cái giờ có ăn vậy chưa? Chưa. Bữa nay ăn cho biết, mai mốt gặp nữa. Mới lần đầu tiên cầm nguyên cái giá luôn. Chọc anh nãy giờ mà anh không nhường chứ. Mai ba chiều thi đi rồi nhường, còn hôm nay thử thách thôi, thôi nhường hai người chung mà. Đùi thôi vào. Mình thấy là chị Quỳnh chị ăn nhiều được, chị ăn nhiều. Mới bữa đầu tiên mà chị ăn vậy là quá ok. Mới lần đầu tiên luôn đó trời. Thì có lần đầu có nhiều lần đấy chị. Tới tối mới ăn được chắc cô. À dạ. Đi làm sao chị? Làm chạy mâm cho đám. À. Mệt uống nước nhiều. À có nghĩa là chị đi chạy mâm đám tiệc rồi hả chị? Dạ. Sư con ba để cho nãy rồi. Dạ, 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 dạ. Ngon lắm ạ. Rồi hết anh ba, sớt tô này sớt chị Quanh miếng, anh miếng cho nó xong luôn thôi. Thử bữa nay test chị Quanh coi chị ăn được số lượng bao nhiêu. Cái thao cho đó chị ăn hết không? Hết nổi. Hết nổi hả? Rồi ok. Hết nổi thôi. Cái lần đầu tiên ăn nó. À rồi rồi, hết nổi thôi chị. Ừ. Cứ no được rồi chị. Anh ba khi nào ăn no nghỉ anh ba. Hôm nay test thử thôi, chứ sau chính thức là thử thách nha. Đó, bảo làm thêm tô nữa chị. Con bảy dĩa. Con bảy dĩa. Rồi, mà mình nghĩ chị Quỳnh thử thách vài lần, ăn... Nghiệp anh ba quá. Không, không à. Ok. Hai, đúng rồi. Xương anh ba để ngon quá, ngon cái cặp cho hết rồi. Cặp cho hết luôn hả chị? Dạ. Bà bóc. Bà bóc lên bụng rồi. Ngon quá anh ba. Ngon quá anh ba. Bóc lên bụng rồi. Còn nữa nè. Được rồi. À. Em dưa rồi.
À, gấp cho chị Quanh mấy cục xương, chị Quanh cạp đi. À, thời gian chị ở không làm gì? Ừ, không, ngồi cạp. Thấy chị Quanh còn cạp xương nữa, đúng rồi cái đùi đó. Đúng rồi. Cảm ơn nghe. Dòng đi nước là cạp tiếp thôi chị Quanh. Theo anh ba được chút xíu. Nghiệp anh ba sức mồ hôi à? Sức mồ hôi à? Lấy cho anh mỗi căn em ơi. Cái căn nãy để đây đem vô chị vợ. Cái căn nãy đem vô rồi, lấy anh mượn ơi. Căn lại hậu là còn bao nhiêu ký? Hôm nay test phải coi chính xác cái số lượng bao nhiêu ký chứ. Bà quá trời. Ừ, trời ơi, hôi này ăn nữa quá. Có người lao ăn nữa à. Có à. Quá dữ luôn. Đó qua ngày đó. Nhìn đói, nhìn đói, hôm qua ăn cũng đóng, ngày nào cũng ăn đóng. Biết hôm qua biết hôm nay có người đẹp vậy, nhìn đói không mà. Cho quen. Đó là trả ơn đó. Trả ơn sao mặt nãy à? Ờ. Để lòng quê nha. Chị Quanh cái à, chị Quanh, chị hôm nay chị vô tiệm của em mà ăn cái món ăn gà nấu miếng này, cảm nhận của chị ăn nó sao chị Quanh? Mới lần đầu tiên là em ăn cái món này luôn nha. À, nước nó ngọt mà thịt gà nó cũng dai dai ngon hơn gà mình ở ngoài chợ. Đúng rồi, ông Nghiệp. Dạ. Rồi ăn ngon, rất ngon. Ngon hả? Dạ. Chị đi theo phục vụ đám là chị theo mấy nhà hàng hay sao chị? Em có người ta nấu, người ta kêu chạy. À vậy hả? Dạ. Ở chị chạy bàn vậy, chị cũng ăn đồ nấu của thợ nấu đúng không? Dạ đúng rồi. À, chị so sánh em nấu với thợ nấu kia sao chị? Nói chung ra là thợ thật lòng á, cứ chỉ có chị cứ nói thẳng. Dạ. À, nó nước súp nó ngọt, không thua gì mấy người tổng khẩu nấu đâu. Dạ ok, dạ. Cảm ơn chị. Không dạ. Thiệt. Mời ăn hai cục đó đi. Anh ta thợ nấu, dạ. Đồ thì đầy đủ, còn em nấu thì nói chung là cũng đơn sơ, thiếu đồ. Nhưng mà chị nghe chị khen vậy cũng nở mũi. Dạ. Tại vì em cũng có đi chạy bên nhà Thanh Hồng nữa đó. À dạ. Dạ có.
thể định nghĩa chị Quỳnh là chị người dân tộc Khmer đúng không chị? Dạ, em người Lai. Lai à? Dạ. Nhưng mà em thấy chị mặt chị nói là em nghĩ là chị nói thật. Dạ dạ. Ừ, bởi nãy em cười nãy giờ. À, sao anh ba? Nghỉ phải anh ba? Nghỉ chưa? Đã. Đã nghỉ rồi, coi bỏ hai cái thao anh căng giùm em cái. Dạ. Lấy cái giá xuống, lấy cái giá xuống. Rồi. Cái tô, cái thao, một ký giác, rồi bỏ cái thao cho anh lên coi. Đây. Quá dữ. Coi như là 1.6 kg. À, anh ba với đây chị Quỳnh ăn là 4 kg. Thôi cũng như là quá đạt rồi. À, ba anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình không quên kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe, chào heo lá. Bye. Bye.